Em thấy kia môn hồi là bé 7-8 tuổi thôi nhưng mà cứ lướm trong đi sao bảo. Liếm hoi mà bán vải. Vải Nam Định nổi tiếng. Không. Ở quê ấy. Vâng. Quê mình. Vâng. Quê mình cũng nổi tiếng với dệt vải. Vâng. Quê mình cũng nổi tiếng với dệt vải. Chính nhà nhà mình dệt vải nuôi tầm. Nuôi tầm dệt vải. Mà chú còn nhớ là cậu còn nhớ là hồi là nông kén tầm ở đây nhiều lắm. Bà cũ nuôi nhiều cái đợt cháu về quê ở 2 năm thì không thấy. Chắc con sau thôi. Bé trước nhà mình nuôi tầm. Cháu về ở học cùng với con cậu 2 năm mà. Năm 68, 69, 70 ra đây. Nhà quê trước sau này nuôi tầm vất vả lắm. Có câu là nuôi lợn thì ăn nằm mà nuôi tầm ăn đứng. Mưa tầm tã mà cứ phải mang tơi đi mua dốc. Mua dốc hái. Mưa mà không có làm. Mà trước cái Sơn Bình thì cậu cũng biết. Nhưng mà Sơn Châu là nghề nuôi tầm là khá là phát triển. Này em nhận chắc em chả biết, em biết ông Tung Nghệ có còn à, không? Em còn lại chứ ông Tung Nghệ. À, còn không nhỉ? Ông ấy mất rồi. Sau này là bà nhớ đi nhỉ? Cái lấy bà nhớ biết có được đứa con nào không? Không, cái đó thì em lại không biết. Là vì ngày hồi nhỏ mà, thì em ở quê đi là 12 tuổi. Thì 12 là cũng đã có ý thức rồi thì à. Cho nên là những cái người Sơn Châu là những người có mặt một tí. Ví dụ ông Tung Nghệ này, ông Cẩm này. Cẩm là cái em Tung Nghệ mà sau không biết đi đâu mất tích ấy. À, em Tung Nghệ đấy. Đây có bà gì mà mẹ, à bà Thành. Bà Thành là ở cái xóm một cái nghệ đi ra đấy, một tí nữa. Bà Thành, mà đẹp lắm. Ngày xưa ba phòng em gọi